nhà không phải làm cái gì, chồng đi kiếm tiền để nuôi, cũng mỗi việc trông con thôi. Vài ba cái bộ quần áo này không giặt tay đi, giặt máy cho nó tốn điện ra. Tranh thủ làm việc đi, những lúc con nó ngủ như này làm hết mọi việc đi nhá. Chứ đừng lẻ đến lúc gì là thằng Hải nó về thì vẫn còn đang cặm cụi làm gì này, nó lại mắng mẹ con tôi. Này, em không phải làm gì cả. Đây, quần áo của cả nhà, chị mang đi giặt tay đi. Để con đây, tôi với mẹ bế cho. Chỗ quần áo này lát nữa chị cho vào máy giặt, giặt một loáng là xong ý mà. Giặt tay làm gì cho nó mất công hả cô? Chị đã lười rồi còn không biết thương chồng ấy. Cô nói thế là có ý gì? Ý gì? Ý rõ ràng như thế còn ý gì? Ở nhà không phải làm cái gì, chồng đi kiếm tiền để nuôi, cũng mỗi việc trông con thôi. Vài ba cái bộ quần áo này không giặt tay đi, giặt máy cho nó tốn điện ra. Cô cứ nói quá lên đi chứ. Chứ giặt máy giặt có tốn bao nhiêu tiền điện đâu. Cái thời gian mà chị ngồi giặt tay ấy, chị làm được bao nhiêu việc khác rồi. Đấy mẹ thấy không? Lười, không chịu nhận mình lười lại còn cãi con cơ. Đưa cháu đi tôi bế. Bà Trương, bà Trương cháu bà nhá. Từ giờ trở đi, tôi với em Ý là sẽ đảm nhận cái việc là chăm cháu, còn cô sẽ làm việc nhà nhá. Em nó nói đúng đấy. Phải biết tiết kiệm một tí, đừng giặt bằng máy giặt nữa, giặt bằng tay đi, nó đỡ màng quần áo của trẻ con nhé. Ấy bây giờ là chị đi giặt đống quần áo này đi, xong rồi lo cơm nước, lau nhà, rồi là rửa cái đống bát đũa kia đi nhá. Vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi, cháu nó đang khóc, nó vẫn còn đói đấy ạ. Vậy để con cho cháu ăn xong rồi con đi làm ạ. Tôi nựng một tí là cháu nó nín ngay nhá. Còn trẻ con ý, cứ để cho nó đói một tí, lát nữa nó ăn mới được nhiều. Đi làm đi, đi làm đi. Mẹ ơi, nhưng mà... Nhưng gì hết, đi làm đi. Lười lắm cơ. Ăn trắng mặc trơn, nó quen cái thói rồi. Để mẹ con mình phải hành nó, cho nó biết được thế nào là cái sự vất vả. Chứ không phải là chồng kiếm được ra tiền cứ nhóng 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 này, ăn cho trơn lông đỏ ra. Mẹ con mình thì ở quê vất vả thì phải có làm mới có ăn, đúng mẹ? Ừ. Đây đằng này á, nhắn việc ngồi ăn xong ôm con, gì có chuyện đấy. Dạy cho một bài học, biết thế nào là khốn khổ chứ không phải này. Con bà phải đi làm vất vả kiếm được đồng tiền, mày cứ ở nhà nhóng 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 làm sao mà được với bà. Thế ăn sẵn dễ thế. Đồ ôi, bà thương cháu bà yêu cháu bà nhất trên đời nhé. À ơi. Để đây, em làm cho. Ui dồi, em lau cả nhà rồi. Lau thêm chút này nữa không có mệt mỏi gì đâu. Chị không phải động tay động chân làm cái gì nhá. Ok, anh nhớ là nhà có robot hút bụi cơ mà. Sao hai chị em lại tranh nhau việc nhà thế? Ôi dồi ôi, em rảnh rỗi có làm cái gì đâu. Lôi hết việc ra làm. Robot thôi biết làm gì cho nó tốn điện ra. Robot chạy bằng cơm đây này là tốt nhất. Mấy cả, bây giờ nhà có mỗi mình anh đi làm thôi, tiết kiệm được cái gì cho anh chị lén tiết kiệm triệt để. Mẹ với cô lên chơi, thời gian rảnh rỗi thì cứ vào chơi với cháu ấy kìa. Dọn nhà làm cái gì? Nó ị rồi này, Quế Anh đâu? Vào thay bỉm cho con. Dạ, con vào ngay đây ạ. Ôi giời ơi, mẹ con em ở nhà rảnh rỗi nha, lôi hết chăn màn gối đệm này, rồi rèm mang ra giặt, rồi lau nhà quét nhà rửa bát, rồi thay tã cho cháu. Coi như là chị Quế Anh không phải động tay động chân vào một cái gì luôn. Chỉ việc cho con ti xong rồi lăn ra ngủ. Sướng nhất chị Quế Anh ấy.
Thế thì tốt quá. Cảm ơn mẹ với cô ý lên chơi nhá. Anh vào nhà đây. Dạ. Có gì đâu ạ. Em ơi, dỗ con để nó khóc thế. Em ơi. Ôi trời ơi, nấu có bữa cơm thôi mà chậm như rùa. Có cái gì ăn dọn hết lên đây đi. Nhiều quá cơ. Vâng ạ. Tranh thủ làm việc đi. Những lúc con nó ngủ như này, làm hết mọi việc đi nhá. Chứ đừng lẻ đến lúc gì là thằng Hải nó về thì vẫn còn đang cặm cụi làm gì này, nó lại mắng mẹ con tôi. Này này này, vào gọt đĩa hoa quả với cả pha ấm trà để tí mẹ con tôi ăn xong còn tráng miệng nhá. Đúng rồi đấy. Ơ, không nghe thấy em nó nói gì à? Hả? Điếc à? Cứ đứng ì ra thế. Vào làm đi. Để mẹ con tôi ăn xong mẹ con tôi còn phải ngủ trưa đấy. Chậm nhỉ mẹ nhỉ. Chậm. Em không phải làm gì cả. Anh về rồi ạ. Ơ, sao anh lại về giờ này? Bình thường trưa có về đâu nhỉ? Đúng, bình thường buổi trưa tôi không về. Nhưng hôm nay tôi thấy bất thường nên tôi về đấy. Ơ thì nhà mình đang rất bình thường nhỉ? Không có chuyện gì bất ổn cả. Có đúng không? Có đúng không? Bình thường, vấn đề gì đâu. Mẹ thôi đi, mẹ đừng vào hùa với nó. Để giấu con nữa. Con biết cả rồi. Hôm nay con về chỉ là để tận mắt xác minh những điều con nghi ngờ thôi. Vợ con mới sinh em bé xong, cần thời gian để nghỉ ngơi dưỡng dưỡng. Thế mà mẹ và nó đối xử vợ con như thế à? Chị, mẹ với lại em mày là không có làm gì vợ mày hết nhá. À thì chết rồi. Cái ngữ mà lười thối thây chảy ra từ trước tới nay. Bách lẻo đây. Này cô kia. Tôi nói cho cô biết nhá. Cô lại mách lẻo gì con trai tôi để nó mắng vào mặt tôi như thế này đúng không? Có đúng không? Hả? Mách lại mách. Không, không, con có nói gì đâu ạ. Hai người thôi đi. Vợ con không nói gì cả. Nhưng con chỉ cần nhìn là biết cô ấy có điều bất thường. Bình thường vợ con rất thính ngủ. Chỉ cần thằng Cubin khóc một tiếng nhỏ thôi là vợ con giật mình tỉnh dậy. Nhưng dạo này đêm cô ấy ngủ li bì là vì ban ngày cô ấy phải làm việc nhiều quá, không có thời gian để nghỉ ngơi. Vợ con để ý đến thằng Cubin từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhưng mỗi một lần con gọi về, con đều thấy mẹ đang chơi với thằng Cubin. Lúc đấy vợ con đang cặm cụi làm việc nhà, chứ không phải là mẹ và nó làm như mẹ nói đúng không ạ? Mẹ không biết đúng không? Vợ con bị viêm da cơ địa, cứ mỗi một lần động vào hóa chất là tay cô sẽ đỏ ửng và dị ứng lên. Mẹ nhìn đi. Thì mẹ với em mày cũng chỉ là lo cho vợ mày ấy. Ờ thì nhưng mà anh đâu có bằng chứng gì mẹ con em bắt chị làm việc nhà đâu. Anh cứ thường chị quá, anh ảo tưởng à? Anh cứ suy đoán lung ta lung tung. Đã thế nhá, mẹ cũng nói cho mày biết luôn đi là mẹ với em mày là đang giúp mày đấy. Đang giúp mày là dạy vợ mày đấy. Không có sau này á, treo đầu cưỡi cổ đấy con ơi. Đúng đấy. Mà chị mới đẻ xong phải đứng dậy làm việc nhà cho nó khỏe đi. Việc gì cũng thuê, việc gì cũng thuê. Như thế không phải tốn tiền à? À? Đan bám gì chớ. Mày câm mồm. Mày biết gì mà nói. Còn cả mẹ nữa. Suốt thời gian có ôn thi đại học, rồi học đại học, đến khi ra trường xin việc đi làm, nhà mình có gửi cho con đồng nào không? Khi bọn con đến với nhau,
cô ấy phải đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là cô ấy đi học tiếp, hai là con. Cô ấy chọn lùi về phía sau, đi làm để cho con có tiền đi học đấy. Nếu không, con có sự nghiệp như bây giờ không? Con nhắc cho mẹ và em biết, vợ con không ăn bám ai cả. Vợ con có công việc riêng. Công việc của cô ấy là ở nhà chăm sóc gia đình. Như thế quá đủ mệt mỏi rồi. Thế nên thời gian rảnh rỗi, con muốn cô ấy được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vợ con không cần phải dọn nhà, vì con đã sắm robot hút bụi rồi. Vợ con không cần giặt quần áo, vì con mua máy giặt rồi. Vợ con không cần rửa bát, vì con mua máy rửa bát rồi. Hôm nào cô ấy mệt quá không nấu cơm, con mua đồ ăn ở ngoài về cũng được. Con chỉ cần thấy cô ấy hạnh phúc vui vẻ, với con như thế là quá đủ rồi. Mẹ đừng đối xử tệ với vợ con nữa được không ạ? Sao anh lại nói mẹ như thế? Anh to tiếng với mẹ à? Dù gì thì gì em với mẹ cũng là máu mủ ruột thịt của anh, phải hơn người ngoài chứ. Mày câm mồm. Mày cũng là phụ nữ, rồi mày cũng lấy chồng. Mày muốn chồng mày đối xử tốt với mày hay tệ bạc với mày? Còn cả mẹ nữa. Mẹ cũng làm vợ, cũng làm mẹ rồi. Con nghĩ là mẹ phải thấy vui khi con đối xử tốt với vợ con chứ ạ? Em lại choáng à? Mẹ thấy chưa? Suốt thời gian con học đại học, mỗi một lần con gọi điện về xin tiền, mẹ nói không có là cô ấy lại giấu con, đi bán máu để kiếm tiền cho con. Thế nên bây giờ sức khỏe cô ấy không được bình thường nữa, cơ thể cô ấy rất yếu. Vì thế con không muốn cô ấy làm việc gì nặng nhọc cả. Mẹ cũng là gia đình của con, cô ấy cũng là gia đình của con. Mẹ đừng bắt con phải đứng giữa hai sự lựa chọn nữa. Con xin mẹ, mẹ đừng ngáp với cô ấy nữa. Đi vào phòng thôi em. Phải nói ra thì mới biết được mà thông cảm chứ. Thật ý, ai biết đâu được nó bắn máu.